là Vinh, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái cây đọt của hãng World Power, hàng chất lượng cao mà giá lại cực kỳ mềm nên cho anh em có nhu cầu luôn. Nhiều anh em đến cửa hàng của mình thấy những bộ đọt của Đức rất là muốn mua nhưng mà thấy giá ôi cao quá, nên là mình lại nhập về những cái bộ đọt hàng chất lượng khoảng 70-80 của hãng World Power, nhưng mà giá của nó thì bèo hơn rất là nhiều để anh em có thể có cơ hội mua hàng. Đặc biệt là mình nhập thêm những cái đục rời, những cái đột rời để anh em mua rời. Tại nhiều anh em không muốn có nhu cầu mua nguyên bộ mà chỉ mua một cái thôi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái đột này ha. Vô. Đây. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đột này. Đây là một bộ rất là phổ thông. Hầu như tất cả những cái hãng đều có cái bộ đột với những cái kích thước, cái kiểu dáng như thế này. Nguyên bộ này chỉ có 347.000 thôi cho một cái bộ đột đẹp như thế này. Đây. Cái này thì nó sẽ có một cây đột nhọn, một cây đột bằng, một cây đột dạng chư xeo và một cây dạng đục như thế này và một cây bằng như thế này. Thì mỗi một cây đột như thế này nó sẽ có mỗi công dụng khác nhau. Cái này dành cho anh em làm trong ngành máy móc, sửa chữa xe máy, ô tô và cơ khí. À, những đột này anh em có dùng để đột cho sắt nha anh em, chứ không phải là để đột gỗ đâu nha. Cái này là dùng cho sắt, kim loại. Đương nhiên khi mà anh em làm cho kim loại được thì ví dụ dùng cho gỗ thì chuyện đó tất nhiên là anh em làm được rồi. Đó. Thì nguyên cái bộ này giá bán chỉ có 347.000 cho một bộ như thế này thôi. À, 5 cái. Hàng của World Power Made in Taiwan. Đây, kích thước của nó đây anh em hãy xem ha. 4mm, 3mm, 5mm, 12 và 4. Rồi, một cái bộ đột thứ hai đó là đột bằng. Bộ đột này á là nó có những kích thước từ 2 đến 6mm. Gọi là đột Tapper, Tapper Bunch. Bộ này thì giá bán của nó là 286.000. Anh em nói cái này ai mà xài, thật sự khi mà anh em đụng đến chuyện mà cần đột những cái phi, cái phen hay là những cái chốt á thì anh em sẽ thấy cái sự lợi hại của những cái đột này vô cùng luôn. Tại lúc đó là không biết xài bằng cái gì luôn á. Cho những cây đột này nó mới làm được cái chuyện đó thôi. Còn nếu anh em lấy một cái cây đinh hay cái gì khác anh em làm nó không có chuyên dụng, tại vì nó không có thế, nó không có cán. Rồi nó không có đủ độ cứng để em chúng ta có thể đột luôn. Cái này chúng ta cầm thì chúng ta đột, chúng ta đóng cái búa vô. À, hàng này dùng cho thép, gỗ, sắt, đồ là anh em dùng chơi được hết. Chất lượng rất là tốt á, anh em nhìn thôi cái màu mạ rất là đẹp. À, mạ bóng rất đẹp luôn, và giá của nó chỉ có 286.000 cho một bộ chất lượng như thế này thôi. Rồi nếu mà anh em không có nhu cầu mua những bộ này thì mình có thể mua những cái lẻ. Thì đây mình giới thiệu cho anh em một cây đột. Cái này là cây đột gọi là đột đây. À, cái này là 12 mi nè. Cái này bự hơn 12 mi chứ. Cái này là phải 15mm. À, 1.5cm. Cái này giá là 109.000 cho một cây đột như thế này. 109.000 ha anh em. Rồi. Còn nếu mà anh em thích, không thích thì anh em mua cái cây nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn nè. Cây này nhỏ hơn, ngắn hơn, giá của nó là 82.000. Quá rẻ. 82.000 cho một cây đột như thế này luôn nha anh em. À, quá rẻ luôn. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái đục nhọn. Đục nhọn, đục này thì anh em thấy nhu cầu anh em nhiều hơn. À, một cây đục, đục lớn nè. À, cái đục này thì giá của nó là 68.000, quá rẻ. 68.000 cho cái đục như thế này. Và cuối cùng là cái đục nhỏ nhất. Cái này nhỏ nhất nè. Cái này thì nó ngắn hơn và nhỏ hơn. Cái này thì giá của nó chỉ có 66.000 thôi. Đục này gọi là đục tâm. À, đục tâm 3mm nhân cho 100mm. Tức là kích thước của nó là 3mm và nó dài 100mm. Còn cái này là đột 9.12 chân cho 9.5 nhân 130, tức là chiều dài 130. À, rồi 12 là cái chiều ngang. Đó, 9.5 là cái gì mình cũng không rành. Đó. Thì đó là cái ba mấy cái bộ đột này. Như như đây. Và nếu anh em muốn mua những sản phẩm này thì anh em hãy xem bên dưới cái phần miêu tả của video này, sẽ có những cái đường link để anh em đặt hàng sản phẩm cho nó dễ dàng. À, tại vì sản phẩm này link nó, cái mã dài quá nên là đọc ra anh em cũng không nhớ nổi đâu. Và nếu anh em muốn mua hàng thì anh em phải đến địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0287300768, thời gian làm việc anh em xem trên ha. Website của mình là store.mộc.vn. Đây, anh em hãy xem. Đừng quên đăng ký kênh cho mình, chia sẻ video này, like trên Facebook và follow. Tôi là Vinh, cảm ơn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.